Rồi ạ, thì cái video này Thắng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chúng ta có thể chạy nốt QNA3 AI trên cái điện thoại thông minh của mình. Một cách rất là đơn giản. Thì trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì các bạn sẽ có thể copy cái đường link ở đây, Thắng gợi ý ở đây ha. Các bạn có thể copy này. Nếu điện thoại của bạn nó không copy được thì bạn click vào cái đường link mô tả ở phần này giúp Thắng nha. Đó, cái đường link này này. Đó, thì bạn có thể copy được bằng cách bạn click vào đây. Thì sau đó bạn sẽ vào phần trên trang của Thắng này thì nó sẽ hiển thị ra cái đường link này này. Đó, các bạn copy đúng cái đường link này cho Thắng nha. Rồi các bạn ấn copy. Rồi sau đó các bạn thoát ra màn hình chính. Các bạn vào trong CH Play, bạn gõ cái phần tên là Message Browser ha. Đó là cái này này. Đó, các bạn ấn vào cái Message Browser và bạn tiến hành cài đặt nó thôi, một cái rất là đơn giản. Rồi sau khi bạn cài đặt xong thì bạn ấn vào cái phần Open. Rồi ở trong cái phần này bạn sẽ phải làm cái đầu tiên, đó là bạn vào cái phần này này. Bạn gõ giúp Thắng là QN A3 extension. Rồi, các bạn gõ ở đây ha. Bạn ấn vào cái phần cái này của Google này. Đó, bạn ấn vào đây. Chúng ta sẽ kéo ra cái phần này, gọi là cái phần Add to Chrome này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ Add to Chrome nha. Đây này. Zoom vô nha, đây. Bạn ấn vào đây. Bạn ấn OK. Rồi chúng ta có thể kiểm tra luôn nha, là nó thấy cái Add to Chrome ở đây này. À, mình click vào đây, mình thấy chúng ta có gì ạ? Có MetaMask này, có QN3A này ha. Rồi, thì bây giờ khi bạn click vào đây á, thì nó sẽ chưa chạy đâu, nó sẽ hiển thị là chưa kết nối này. Thì các bạn phải làm gì? Các bạn sẽ bấm vào cái phần tiếp theo là bạn gõ vào cái trong này này. Bạn copy đúng cái đường link mà lúc nãy chúng ta copy ở trên cái website. Bạn paste vào đây. Rồi, các bạn sẽ bắt đầu tiến hành ấn vào cái phần Wallet Connect. Bạn chọn Connect Wallet, bạn chọn ví MetaMask nha. Bạn chọn ví MetaMask nha. Nếu bạn có ví MetaMask, bởi vì trên cái ứng dụng này này. Đây này. Nó chỉ hỗ trợ mỗi MetaMask thôi, các bạn lưu ý giúp Thắng. Rồi. Còn nếu bạn muốn hỗ trợ cái khác thì bạn cài thêm cái ví Trust Wallet vô thôi. Bây giờ Thắng sẽ ấn vào cái ví Wallet ở đây. À. Thì nó sẽ không chạy cái MetaMask bên ngoài của bạn đâu, mà nó chạy cái MetaMask ở trong cái ứng dụng này luôn, cho nên là bạn hoàn toàn phải tạo một cái ví mới nếu như bạn muốn, hoặc là bạn nhập một cái ví cũ ở đây, các bạn để ý này. Nếu bạn nhập ví cũ nhé, lấy ví dụ bạn nhập ví cũ, bạn ấn đồng ý, bạn ấn import đây đó, bạn sẽ ấn agree, bạn nhập cái cụm mật hai cậu mật khẩu ký tự của bạn ha. Nếu như cái ví của bạn nó đã có tiền BNB 2 đô rồi thì bạn nên làm như thế đó. Thì chúng ta nhập cái ví vào đây. Còn cái cách thứ hai là chúng ta quay lại nha, chúng ta sẽ tạo một cái ví mới ở đây. Đó, thì là create a wallet ở đây ha. Thì bạn ấn nút create a wallet. Sau đó bạn ấn agree này, bạn tạo một cái mật khẩu cho điện thoại của mình ha. Rồi sau khi bạn tạo xong ấy, cái mật khẩu cho cái ví MetaMask trên cái Mrs. extension này ấy, thì bạn ấn là I understand này, create a wallet này. Rồi thì người ta sẽ có hai cái tùy chọn, một là bạn lưu chữ của mật khẩu ký tự luôn, thì bạn ấn vào cái secure your wallet này. À, các bạn ấn vào đây. Còn hai là bạn sẽ lưu sau ha. Thì bạn lưu trước cũng được mà sau cũng được, thì Thắng làm nhanh, Thắng sẽ ấn vào cái phần gọi là remind later. Đó, thì Thắng sẽ không cần phải lưu trữ cục mật khẩu ký tự ngay bây giờ mà Thắng làm luôn cái video cho mọi người. Thắng ấn got it. Ấn next, next và ấn nút X ở đây. Như vậy là Thắng đã vào cái ví ha. Bạn thấy không? Thì bây giờ Thắng muốn lưu trữ cục mật khẩu ký tự thì Thắng sẽ kích vào cái phần ba gạch ở đây này. Đó. Chọn vào phần setting. Sau đó chọn vào phần gì ạ? Phần security and privacy. Đó. Chúng ta sẽ ấn vào cái mục Review Secret Recovery Phase. Đó thì Thắng cũng chẳng biết nó là cái gì cả vì giờ Thắng mới ấn. Rồi chúng ta ấn nút Get Started này. Chúng ta chọn cái câu đầu tiên là Can't Help You. Cái câu thứ hai này là chúng ta chọn Being Scam nha. Đó, ấn vào đây. Thì chúng ta ấn Continue. Chúng ta nhập cái cụm mật khẩu của chúng ta ha. Rồi sau khi nhập xong Thắng ấn vào nút Next. Đó, và bây giờ Thắng sẽ ấn nút Hold này. Hold to review cụm mật khẩu, thì bây giờ Thắng sẽ Hold nha. Hold. Đó. Thì như vậy là nó đã hiện thị cái cụm mật khẩu ở đây này. Thì các bạn phải copy cái này thật là cẩn thận nha. Bạn ấn copy. Sau đó bạn lưu trữ ra ở đâu đó. Ví dụ Thắng lưu trữ ở đây. Đây, Thắng vào cái phần nốt, Thắng lưu trữ ở đây ha. Rồi các bạn lưu trữ đúng cái cụm mật khẩu này ha. Rồi Thắng chỉ làm cái này để mô phỏng cho mọi người xem thôi, chứ xong là cái mật khẩu này các bạn cũng chẳng để làm gì cả. Rồi. Chúng ta thoát ra. Sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành, chúng ta quay lại cái app lúc ấy mình vô là cái QN3 này này. Đó, các bạn ấn nút connect lại lần nữa. Rồi, sau khi connect nó sẽ ấn nút, chúng ta ấn next ở đây này. Ấn next đây ha. Next.
Này, rồi nó tự động nó kết nối và nó tự động nó thêm cái mạng lưới BNB cho bạn ha. Rồi các bạn ấn approve, ấn switch network và nút got it, ấn nút ký ở đây nha, sign này. Đó. Rồi như vậy là thằng đã kết nối cái ví thành công. Khi nó hiển thị ở đây này, các bạn kích vô là các bạn sẽ thấy cái ví của mình rồi. À, rất là dễ. Rồi ok, rất là dễ ha. Rồi cái ví nó đã hiển thị rồi đó. Thì bây giờ chúng ta muốn kiếm credit, chúng ta ấn vào đây này. Đó, chúng ta điểm danh nha, các bạn điểm danh này, click to check in ha. Thì chúng ta ấn vào đây, chúng ta điểm danh thôi. Nhưng mà tại vì Thắng không có tiền, các bạn lưu ý Thắng không có tiền ở đây này, cho nên là không điểm danh được. Các bạn lưu thấy thấy Thắng không ha? Rồi, vì không điểm danh được, cho nên là Thắng không có BNB. Thì bây giờ Thắng muốn có BNB, các bạn phải nạp vô thôi. Rồi các bạn sẽ copy cái mã ví thôi, à, cái mã ví của bạn đây, đây này, à, các bạn copy nó. Rồi các bạn gửi BNB vào thôi, nó đơn giản mà. Thì Thắng đã hướng dẫn mọi người cái cách rút BNB, à rút Ethereum về ví rồi, thì bạn làm tương tự với BNB thôi ở trên cái ví OKX đó. Hoặc là bạn có thể mượn được ai đó, bạn nhờ được ai đó, thì bạn có thể nhờ họ, bạn chuyển tiền cho họ, họ chuyển cái BNB cho bạn ha. Chỉ cần khoảng từ 2 cho đến 3 đô la là thoải mái rồi ha, không cần phải nhiều đâu. Thì sau đó các bạn sẽ quay trở lại đây. Đó. Bạn click vào đây, bạn vào cái phần QN3 này này. Đó, bạn sẽ thấy là nó chạy rồi này, đó các bạn thấy không? Nó đã chạy rồi đó. Đó là cái tốc độ của chúng ta là 0,04 credit 1 phút. Đây là số tiền mình kiếm được này. Đó là sau khi mình kiếm xong rồi á thì chúng ta sẽ đợi mỗi ngày nha. Chúng ta vô cái phần này này. Chúng ta vào cái phần cái dấu ba gạch này này, chúng ta phần phần My Credit này, đó nó sẽ hiển thị ở đây này để cho chúng ta claim nha. Thì mỗi lần chúng ta claim chúng ta sẽ lại mất phí nữa. Đó các bạn lưu ý là chúng thắng ở phần đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cách chúng ta cài cái nốt cho cái QN3 rồi.